Xin chào các em, video này là để nói về một bạn cún có tên là F5. Anh và chị Thơ đã đặt tên cho bạn ấy là F5 bởi vì trong đàn cún có 5 bạn, thì F5 chính là bạn nhỏ nhất và cũng là bạn yếu ớt nhất đàn. Từ khi sinh ra thì F5 cũng đã bé như vậy rồi. Vì nhỏ bé nên luôn phải chịu nhiều thiệt thòi. Bạn ấy không đủ khỏe để giành bú với các anh chị của mình, thường xuyên bị lép vế và còn hay bị bắt nạt nữa. Chính vì thế, càng ngày thì F5 càng gầy đi. Dạo gần đây, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Đối với các bạn cún khác thì không là vấn đề gì, nhưng với F5 thì nó đúng là một cơn ác mộng. Vào buổi sáng hôm đó, khi đang ngồi chơi ở trước sân, thì bạn Linh chợt nhận ra những dấu hiệu bất thường của F5. Bạn ấy trông giống như là đang hóc cái gì đó ở trong họng, liên tục ho khạc, bên trong miệng và mũi thì có đầy máu. Lúc này, Linh đã nhanh chóng bế F5 lại chỗ chị Thơ. Đây cũng là lần đầu tiên chị Thơ gặp trường hợp này, nên cũng rất hoảng hốt. Chị ấy đã gọi ngay cho anh để mau chóng đưa F5 đi bác sĩ thú y. Tuy nhiên, sau đó thì chị Thơ đã lấy lại bình tĩnh và quyết định sơ cứu cho bạn cún vì bạn ấy đang có dấu hiệu bị ngộp thở do máu ở mũi quá nhiều. Chị ấy đã không ngại việc mất vệ sinh mà đã dùng miệng hút hết máu trong mũi em cún để làm sạch đường thở cho em ấy. Khi đến bác sĩ thú y thì bác sĩ cũng đã khen ngợi hành động của chị Thơ là đã kịp thời sơ cứu cho em cún. Em há họng nó ra rồi, không có gì cả. Làm gì bị sặc không? Sặc sữa như sặc nhưng sạc, mà ra sạc, nhiều máu lắm. Không thể nó ra máu được. Em lúc mà em thấy mũi nó ra nhiều máu, em lấy miệng em hút té máu cho không? Nó. Có té không? Không có té ở đâu, em nó chơi ở dưới đất thôi. Giờ nó bé như thế này em cũng biết là khó chữa rồi. Nó bé mà nó cũng chẳng có cái dấu hiệu gì cả. Nhiệt độ bình thường. Bình thường cả. Bây giờ nhá, thì em sẽ tiêm cầm máu cho nó chút nhé. Nhưng do em cún còn quá bé nên không thể tiêm kháng sinh mà chỉ có thể giúp em ấy một liều lượng nhỏ thuốc cầm máu để em ấy không bị ho ra máu nữa thôi. Bác sĩ cũng đã cho rằng F5 bị viêm phổi và cần phải giữ ấm cơ thể của em cún. Nếu chăm sóc kỹ thì cơ hội sống sót vẫn có. Khi về nhà thì em cún đã rất mệt và yếu ớt. Có những lúc chị Thơ đã nói với anh một câu khiến anh cũng cảm thấy rất là buồn. Mình hãy ráng chăm sóc F5 thật tốt đi, nếu không qua khỏi thì ít ra nó cũng được chết trong vòng tay của em, đỡ tội nghiệp. Mặc dù đã được vào phòng ấm áp, nhưng lúc này phổi của F5 thì cũng đã bị tổn thương quá nhiều, nên cứ một lúc bạn ấy lại bị những cơn ho hành hạ. Những trận ho cứ thế tiếp diễn, nhưng cũng may mắn là không còn ho ra máu nữa. Một lúc sau, ho mệt quá thì bạn ấy đã ngủ thiếp đi trên tay của chị Thơ. Trông thật là tội nghiệp đúng không nào? Giấc ngủ ấy thì cũng không kéo dài được bao lâu vì một lát sau cơn ho lại ập đến. Cả buổi chiều hôm đó F5 chỉ ngủ được một xíu rồi lại ho. Tới đây thì chắc nhiều bạn sẽ hỏi tại sao anh và chị Thơ không mặc áo cho F5 đúng không? Đó là bởi vì do F5 còn quá bé, không thể mặc vừa chiếc áo nhỏ nhất luôn. Thứ hai là các bạn cún còn chưa quen với việc mặc áo thì sẽ rất là khó chịu. Và thứ ba là bên trong phòng ngủ của chị Thơ thì rất là ấm áp nên không cần phải mặc áo nữa. Có một điều rất nan giải vào lúc này, đó là F5 không thể ăn uống được bất kỳ thứ gì. Chị Thơ đã pha sữa cho bạn ấy uống, nhưng uống được bao nhiêu thì lại bị ho và sặc lên mũi bấy nhiêu. Đã yếu thì nay lại càng yếu hơn. Chiều hôm đó khi thời tiết ấm lên thì chị Thơ đã cho F5 ra ngoài bú sữa mẹ. Nhưng có vẻ như là bạn ấy cũng không có đủ sức để làm việc này, chỉ biết ho và nhõng nhẽo với mẹ mà thôi.
Thật là may mắn khi anh và chị Thơ chợt nhớ ra rằng ngày xưa khi Thuận bị ốm, không thể ăn thứ gì thì Thuận vẫn có thể ăn gheo dinh dưỡng. Chính vì thế cho nên là anh đã chạy đi mua ngay cho bạn Cún một tuýp gheo dinh dưỡng loại ngon nhất. Ban đầu thì em Năm đã khá dè chừng với món đồ ăn mới này, nhưng một lát sau thì không thể cưỡng lại vì mùi thơm ngon của nó. Bạn ấy đã có thể ăn được gheo mà không bị sặc lên mũi. Thực ra là có sặc nhưng mà không nhiều như khi sặc sữa. Điều này thì cũng khiến anh và chị Thơ yên tâm hơn một chút. Đêm hôm đó là một đêm khá lạnh, nhưng mà F5 đã có một chỗ ngủ cực kỳ ấm áp. Mới đầu thì bạn ấy ngủ rất là ngoan, nhưng gần tới đêm thì lại ho và thức dậy liên tục. Giấc ngủ của bạn ấy chỉ kéo dài được khoảng 30 phút là những cơn ho lại ập đến. Cả đêm hôm đó thì chị Thơ đã thức để chăm sóc cho F5. Buổi sáng hôm sau, mặc dù vẫn còn đau nhưng mà F5 đã khỏe hơn đôi chút. Bạn ấy thì đã có sức để khóc. Chắc hẳn là trong người F5 lúc này đang cảm thấy rất là khó chịu và đau đớn. Dù sao thì cũng đã cố gắng ăn được nhiều hơn và khi ăn gheo thì cũng không bị sặc lên mũi nữa. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng. Buổi trưa khi trời ấm lên thì chị Thơ đã mang F5 ra để uống sữa mẹ. F5 đã có sức để bú, nhưng lúc này thì Thuận đã không còn nhiều sữa do mấy bạn F khác đã bú rất nhiều. Chị Thơ còn phải liên tục ngăn các bạn đó lại, không thì mấy bạn F đó lại tranh bú của F5 hết. Lúc này thì tìm được cái bú nào có sữa quả đúng là nan giải. Ôi em không ra được hả? Ngày hôm sau thì F5 đã khỏe mạnh hơn và không còn sợ mèo thồn nữa. F5 còn tới làm quen và chơi với mèo thồn. Sau nhiều ngày ở trong nhà cùng với nhau thì bữa nay thồn và F5 đã trở thành bạn thân. Buổi tối thì chị Mại ngủ hai bạn ấy cứ tự chơi với nhau, rất là thân thiết luôn ấy. Thồn nhiều khi thì giỡn hơi quá đà nên là F5 cũng đã bị đau. Nhưng mà bây giờ thì F5 cũng không ngán thồn rồi. Có lúc chị thấy ban đêm bạn Thồn còn chia sẻ đồ ăn cho F5 nữa. Nhưng mà rất tiếc là F5 không có ăn được. Không ăn được hả? Không ăn được, chỉ là gặm chơi cho kiểu là vui lòng nhau thôi. Người ta cho mà mình không gặm thì kỳ quá. Nên là kiểu cắn xong rồi nhé ra. Vậy hả? Đúng rồi, kiểu cũng xã giao lắm đó. Anh tiểu thúi kiểu bạn mới mà. Tuy nhiên buổi sáng hôm đó, khi uống sữa cùng anh chị của mình thì F5 vẫn còn bị sặc. Có thể là do bạn ấy uống quá vội. Đây là F5 khi được đặt cạnh F1. Các em có thể thấy được sự nhỏ bé của F5 đúng không nào? Bạn ấy chắc chỉ to bằng 1/3 người của anh trai mình. Thật là tội nghiệp. Đã thế lại còn hay bị bắt nạt nữa chứ.
Trước mắt thì anh quyết định sẽ cho F5 sống ở trong nhà cùng với chị Thơ và mèo Thồn, vì nếu sống với các bạn cún khác thì suốt ngày F5 bị mọi người bắt nạt thôi. Ở với chị Thơ thì bạn ấy cũng được chị ấy chăm sóc đặc biệt hơn nữa. Lúc này thì trông bạn ấy giống như bạn cún teacup vậy, đó là cún siêu nhỏ có thể ngồi vừa một chiếc cốc uống trà, khá là dễ thương, nhưng những em cún như vậy thì cũng rất tội nghiệp. Đến lúc này thì anh và chị Thơ cũng đã tin tưởng hơn vào khả năng sống sót của F5. Hy vọng bạn ấy sớm khỏe mạnh và khỏi hẳn bệnh để có thể tái hòa nhập với cộng đồng. Vì anh biết rằng, mặc dù sợ nhưng mà F5 vẫn rất muốn vui đùa và chung sống cùng với anh chị của mình mà. Vui liền. Sau khi mà gặp anh chị em của mình thì bạn F5 đã cảm thấy rất là vui vẻ và tỉnh ngần ngủ. Ngoài sữa và gheo thì chị có cho bạn ấy uống thêm cả thuốc bổ phế dành cho trẻ em nữa. Không biết là có phải nhờ bổ phế mà bạn ấy đã dần phục hồi hay không? Nhưng mà các em có thể thấy đấy, ngày hôm nay thì bạn ấy đã khỏe hơn những ngày trước rất là nhiều đúng không nào? Đây đúng là một tin vui luôn, cho nên các em đừng lo lắng. Tình hình sức khỏe của bạn ấy thì chị sẽ cập nhật dần dần cho các em. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Đây là hạt của mèo Thồn, nhưng mà bạn F5 rất là thích ăn. Tuy nhiên, cái hạt này hơi to, vì vậy chị cần phải bẻ nhỏ ra. Hôm nay là ngày thứ 5 sống trong nhà chị Thơ của bạn F5. Này. Bạn ấy đang rất là khỏe rồi. Không ăn nổi à? Nhỏ à. Quá. Ngon ha. Em cứ để xuống dưới đất đi các bạn. Đây mà, vui lên, đây này, đây.